Xin chào quý vị và các bạn. Đây là ngã tư Bảy Hiền. Thì ngã tư Bảy Hiền này thì quý vị phải thì cứ ra chợ Tân Bình rồi đi về đường Hồng Bàng ấy ra chợ lớn được ha quý vị. Đi ra rất là nhiều ngã tư. Như đường 3 tháng 2 hay Nguyễn Chí Thanh rất là nhiều ha. Thì quý vị các bạn muốn về chợ lớn thì cũng phải. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi dạo cái con đường cái mạng 8 này từ ngã tư Bảy Hiền này về tới ngã sáu Phù Đổng để các bạn quý vị biết được cái tình hình của Sài Gòn này để bà con buôn bán này quý vị. Thì theo cái dòng xe đó thì quý vị đi về Lăng Cha Cả rồi đi ra sân bay được ha quý vị. Thì đây tôi mời quý vị các bạn đi cùng đi ha. Đây là đi theo cái dòng người, đây là đi từ đi làm. Những dòng người này thì đi từ Hóc Môn rồi quận 12 hay quận Tân Bình, người ta ở trên đó thì ta xuôi về quận 1 ta đi làm việc ha quý vị. Thì con đường này trước kia rất là sầm uất đó quý vị. Rất là đông đúc và buôn bán, những người bà con ở đây buôn bán rất là nhiều, nhất là những người bà con ở xung quanh ở hai bên bên trong này này, hai bên đường hay có bị. Đó là cái ngôi trường đường Nguyễn Thường Hiền. Thì ngôi trường này rất là lâu rồi hay có bị. Rất là xưa, rất là lâu rồi. Thì bên phải tôi đây là cái bệnh viện Thống Nhất. Thì cái bệnh viện Thống Nhất này thì cái cổng này là cổng số 2 hay có bị. Cổng số 1 thì nằm bên đường Lý Thường Kiệt. Thì con đường này ngày xưa gọi là đường Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt thì đây là bệnh viện Thống Nhất này thì được của bà vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xây. Thì bà hồi xưa đặt tên là bệnh viện vì dân hả quý vị. Thì con đường bây giờ là con đường này đang được giải tỏa hả quý vị. Giải tỏa hai bên đường để mà có cái tuyến Metro từ Bến Thành đi cầu Tham Lương. Thì khi mà giải tỏa các con đường này á thì hai bên này á thì cũng có sự hên xui ha quý vị. Nhiều người dân ở đây á thì hên là có người ở bên trong, diện tích cũng có rất còn nhiều thì được ra mặt tiền ha quý vị. Mà có người ở ngoài mặt tiền này á thì cái căn nhà nó ngắn thì cuối cùng là giải tỏa cái là hết luôn ha, phải đi chỗ khác ở. Thì có người vẫn còn cái ngôi nhà đấy nó dài ấy, thì vẫn còn hay không ra mặt tiền thì rất là người rất là mừng hay không, mấy người đó hên xui, có người buồn có người vui. Thì đây là cái ngõ này đi, cái hẻm này đi vào là cư xá tự do hay không, ở bên trong nó ngày xưa là của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều. Thì sĩ quan Cộng Hòa ngày xưa thì người ta đã đi rồi, bây giờ là người dân khác ở quý vị, cũng còn số nhà người ta ở. Thì hai bên này thì ngày xưa là của người dân, đa số là người dân gọi là Bắc Lâm Tư quý vị, đi di cư vào đây đó, ở đây rất là đông quý vị. Thì quý vị thấy hai bên đường quý vị nhìn thấy người ta buôn bán rất là nhiều. Là tại vì bây giờ đây là hoàn toàn là hai người dân, những người dân ở bên đường này thì người ta đây buôn bán ở bên trong nhà, bên trong hẻm, nhiều khi ta đẩy xe buôn bán nhỏ ra đây, người ta buôn bán để người ta kiếm sống. Tại vì từ xưa đến giờ đây là con hẻm đi vào cư xá tự do quý vị. Thì trong này nó có mấy giấy nhà A, B, C, D, E, F quý vị. Thì trong giấy nhà đó quý vị vào đấy thì có ai người thân đó vào đó đây ha quý vị. Thì những người dân ở đây ra đây buôn bán thì do những người dân ở trong này thì không có được, ngày xưa là không có việc, do trình độ cũng không có nhiều ha các vị. Còn đây là con đường Bành Văn Chân này, các vị cửa phải đi vào nhà thờ Chí Hòa ha. Thì con đường Bành Văn Chân này nó hình chữ U các vị, tí nữa quý vị gặp đầu bên kia là con đường Bành Văn Chân luôn. Thì đi vào bên trong nó mấy con đường nhỏ, đi ra đường Lý Thường Kiệt, ra chỗ đường chợ Tân Bình rất là nhiều các vị. Thì hai bên đường này tại sao nó sầm uất, nó buôn bán rất là nhiều? Tại vì đây là cái con đường chính của những người đi làm, đi về quận 1 hả quý vị. Trước kia nó rất gồng xe, rất là kẹt xe đấy quý vị.
Thì bên kia thì có con đường Hoàng Sa. Hoàng Sa thì khi mà mở kênh Nhiêu Lộc ra thì bây giờ nó giải tỏa ra rất là nhiều được con đường này ha quý vị. Thì tôi được nghe rất là nhiều người buôn bán ở những con đường này thì bây giờ người ta rất là muốn mặt bằng đây, có nhiều người nghe ta trả mặt bằng rất là nhiều hả quý vị, do là cái kinh tế bây giờ người ta mướn rồi không bán được hả quý vị, có nhiều người mướn rồi thì 2 3 tháng là phải trả, 2 3 tháng là phải trả, bây giờ là do người ta phải chấp nhận thua lỗ rồi thì do bây giờ nó không thể nào bán được. Nhiều khi mướn quý vị, các bạn mướn được 2 3 tháng là quý vị mà mất nhiều khi mấy chục triệu rồi, cái tiền đầu tư vào đó nhiều khi cả 100 triệu quý vị. Tại bây giờ mướn một căn nhà đây bây giờ cũng đắt tiền đấy quý vị, 20 30 triệu một tháng á quý vị. Thì có nhiều người thích làm ăn quá, mê làm ăn quá thì cứ mướn thôi, mướn cuối cùng không bán được thì mất tiền cọc rồi mất tiền đầu tư. Thì hai bên đường này là đại đa số là của người Sài Gòn người xưa rất là nhiều, chứ người nơi khác là mua ở đây cũng rất là, cũng có mua mà cũng rất là ít ha quý vị. Vào bên trong cũng vậy, đa số là của bà con giáo xứ rất là nhiều, của bà con người Công giáo. Thì đây là gần tới ngã ba ông Tạ này ha quý vị, đây là cái chợ chợ cái trường học Tân Bình này, cấp 1 ha quý vị. Đây đây là tới ngã ba ông Tạ đấy quý vị. Ông Tạ này thì con đường bên trái đó là con đường Phạm Văn Hai. Phạm Văn Hai thì quý vị chạy thẳng ra là gặp chợ Phạm Văn Hai ra bờ kênh Nhiêu Lộc ha, rồi đi về Hoàng Văn Thụ, đi ra sân bay được, đi ra đường Nguyễn Văn Chỗi được ha quý vị. Thì đây ở đây trước kia đây có bà, những người dân ở đây Bắc Long Tư ở đây là bán bánh gai, với ngày xưa cái truyền thống ở ngoài Bắc vào đây rất là ngon này, bánh gai rồi xôi. Quý vị giờ thì không biết hôm nay tại sao không thấy người ta bán, hay là chắc có việc gì đó người ta nghỉ ha quý vị. Ở khu này thì bán quần áo thời trang rất là nhiều này, ở trên này ha, và máy móc giày. Ở đây chứ quý vị nhá, đây là con đường Bành Văn Chân này, nó vòng lúc trước là ra tới đây ha quý vị, giờ nó vòng chữ U á. Thì vào quý vị gặp phải đây gặp Bành Văn Chân thì gặp con đường Nghĩa Hòa, à Nghĩa Phát này quý vị, và bên trong đó thì toàn những là người dân của giáo xứ Công giáo ngày xưa ngoài Bắc vào đây rất là nhiều. Ở bên trái cũng vậy ha, toàn những người Bắc Nam Tư từ Nam Định với Thái Bình vào đây thì người ta sống ở đây rất là lâu rồi ha quý vị. Cái khu ông Tạ này nổi tiếng ngày xưa là thịt cầy đấy quý vị ha. Đó quý vị thấy không, bên phải này buôn bán rất là nhiều ha. Đó là như quần áo, vì tối quý vị ra đây á thì người dân ở đây người ta bày bán là rất là đông, quần áo rồi đồ ăn uống rồi hủ tiếu phở rồi quần áo rồi vali túi sách rồi quần áo thời trang của chị em phụ nữ, tất cả nhiều mặt hàng ra đây, buổi tối ở đây rất là đông rồi quý vị. Thì do có nhu cầu cuộc sống mà, nhu cầu cuộc sống là bây giờ khó khăn quá, người ta cũng phải đi tìm cách người ta kiếm sống thôi, không còn cách nào khác. Thì bây giờ Sài Gòn này thì cái tỷ lệ người đi ăn xin và đi bán vé số rất là nhiều các quý vị, có những người rất là khỏe giờ cũng không biết làm cái gì, phải đi bán vé số để mà kiếm đồng. Đây ngã ba là ngã ba đường Trấn Hưng này quý vị, vào đó là vườn rau Lộc Hưng nha. Đó, quý vị cứ quan sát hai bên đấy, đường Sài Gòn đấy toàn là bày ra buôn bán không các quý vị, đủ mặt hàng luôn. Đây là ngã ba đường Bắc Hải, quý vị đi vào đó thì gặp cái cổng vào Bắc Hải ngày xưa ha quý vị. Đó, cư xá Bắc Hải ngày xưa gọi là cư xá Chi Họa của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ha. Còn đây là công viên đường Lê Thị Riêng.
công viên Lê Đại Riêng này thì buổi tối là rất là vui nha quý vị. À, các xe hàng ăn này, nước uống này kia bày ra đây bán rất là nhiều. Chủ yếu là về buổi tối thôi, ban ngày thì không hả quý vị. Ở bên đó quý vị thấy không, bánh trung thu đó, quá trời bánh trung thu. Ở Sài Gòn này cái mùa bánh đây là mùa tháng 8 này, thì người ta bán những bánh trung thu này bắt đầu tháng 7 người ta đã bán rồi. Thì theo tôi cái năm nay là bán rất là ế quý vị. Ai bây giờ người ta thì bánh trung thu này đắt quá, 70-80 ngàn cái bánh trung thu mà không biết nó ăn nó có ra gì không, bán chủ yếu là làm quà thôi. Chứ còn bây giờ là không ít người ăn quý vị. Còn đây là ngã ba đường Trường Sơn nữa quý vị, đường Trường Sơn quý vị cửa phải thì quý vị vào cư xá Chí Hòa, cư xá Bắc Hải ngày xưa Bắc Hải. Con đường cái mạng tháng 8 này thì ở bên phải là quý vị là bên quận 10, còn bên trái là quận 3 quý vị. Thì là quý vị đấy, buôn bán tất cả các mặt hàng, buôn bán rất là nhiều ha. Nhưng thực tế là bây giờ ít người đi mua lắm quý vị ơi. Ít người mua lắm, bán ở đây. Thì quý vị giờ xem cứ theo dõi mấy bà đi chợ thì biết mấy bà già ngày xưa thì sách trên sách xuống nặng mua đủ thứ, đi chợ là mua đủ thứ hết. Bây giờ đi chợ các bà đi mua cũng rất là tiết kiệm, mua cần thiết thôi, rau hay là thịt hay là cá hay những đồ mà thiết hàng ngày thôi, thiết thực hàng ngày thôi quý vị. Trái cây bây giờ cũng ít mua, thì mua cái nào trái cây là gọi là rẻ lắm hay là gì nó mới mua thôi. Nhưng ngày xưa là quý vị các bà đi mua phải có trái cây rất là nhiều, rồi đồ ăn đồ uống rồi rất là nhiều, bây giờ rất là ít thôi quý vị. Bây giờ phải chi tiêu hàng ngày là phải tính toán rất là kỹ thì mới có đủ trang trải. Thì bây giờ ở bên trong là những khu mướn nhà là người ta trả phòng mướn rất là nhiều ha. Những người dân Sài Gòn bây giờ xưa là có nhà bên trong nó cho mướn phòng quý vị, là người ta trả nhà phòng, người ta về quê rất là nhiều và trống rất là nhiều quý vị. Ai mà lên đây bây giờ mướn nhà là rất là dễ đó quý vị, thấy không, buôn bán rất là nhiều bên phải tôi đấy ha, cà phê rồi ăn sáng rồi đủ mọi thứ, không có thiếu cái gì hết. Cái con đường này trước kia nó rất là kẹt xe là do cái mật độ người ta đi làm đi xuôi về quận 1 làm rất là nhiều, từ trên dưới Hóc Môn cho tới Tân Bình đi về đây, quận 12 đi về đây rất là đông, nên là đường này hay bị kẹt xe lắm quý vị. Quý vị xuống dưới đây là chỗ chợ Hưng này ha. Đây chợ người quý vị, quý vị thấy bên đó là cái khu chỗ buôn bán chợ Tự Phát nha quý vị, chợ Tự Phát ở bên đó. Thì bây giờ người dân ở bên đó là tiện mà, đi ra tiện mua bán ở đó, không phải gửi xe. Thì chợ truyền thống thì nhiều khi buổi sáng là phải gửi xe đi vào mua mới được, còn chạy xe vào là không đỡ được các quý vị. Khu chợ ở Hưng này thì cũng là xưa lắm rồi của Sài Gòn này ha, tồn tại tới bây giờ. Đây là tới chợ ở Hưng đây quý vị nhé. Đây là khu này bán rau, đi vào bên trong này thịt cá đồ ăn rất là nhiều. Thì thông qua chợ Chí Hòa nữa quý vị. Chợ Chí Hòa thì nó đấu lưng với đằng sau của chợ ở Hưng này. Rồi quý vị thấy không? Đường bây giờ cũng rất là vắng này quý vị, cũng không có được đông lắm này quý vị, do cái giờ này, cái giờ này người ta đi làm cũng ít rồi, có nhiều lúc đi làm cũng được mà không đi làm cũng được, có nhiều lúc tới chơi tới sở tới chỗ làm là chơi nhiều, do việc cái ít không phải đi,
không phải đi lại nhiều. Ngày xưa thì khi mà quý vị đi làm á, tới chỗ làm việc người ta giao việc cho phải đi đây đi đó, nên đường xá lúc nào, đường Sài Gòn lúc nào nó cũng đông đúc, nó kẹt xe. Bây giờ thì không có việc nên ở lại cái chỗ làm rất là nhiều, đường nó thoáng rất là nhiều hả quý vị. Mai mốt là cái con đường này được mở rộng thì nó đỡ kẹt xe rất là nhiều hả quý vị. Và có cái tuyến metro đi từ Bến Thành cầu Tham Lương thì nó cũng giải tỏa cho những người mà đi làm từ trên kia về. Ở đây là cái rạp Thanh Vân nha quý vị. Rạp Thanh Vân này thì cũng có từ xưa tới giờ, rất là lâu rồi em. Thì bên cái bên phải tôi đó là người ta giải, người dân người ta tự giải tỏa lấy ha quý vị. Khi nhà người ta đã có ấy giải tỏa, người ta nhận đền bù, người ta giải tỏa, người ta xây dựng luôn. Cái lúc này xây dựng nó rất là dễ quý vị. Khi mà được giải tỏa là còn bao nhiêu xin giấy phép xây dựng người ta cho, chính quyền ta cho rất là dễ. Nên người ta tranh thủ, nhiều người ta tranh thủ người ta xây dựng cái nhà giờ nó rất là đẹp ha quý vị. Còn hai bên này, hai bên đường này là chưa giải tỏa quý vị, mai mốt là cũng phải giải tỏa hết để mà làm cái tuyến metro mở rộng cái con đường này ra quý vị. Đó quý vị, ông làm mua đồ, bán đồ thời trang của phụ nữ rất là nhiều ha, nhưng thực tế là chỉ có buổi tối chắc may ra mới có người đi mua thôi. Còn bên trái tôi thấy đóng cửa, quý vị thấy đóng cửa rất là nhiều ha. Những mặt bằng này cho thuê rất là đắt, cũng mấy chục triệu, hai ba chục triệu quý vị. Mà do là ăn nế quá thua, người ta đóng trả mặt bằng, giờ không có ai thuê, không ai dám mướn nữa. Bây giờ có nhiều người ta muốn bỏ đồng tiền ra, người ta mua mướn mặt bằng, người ta muốn bán, người ta cũng hạn chế hả quý vị. Và cái tỷ lệ của thành phố này bây giờ thất nghiệp rất là nhiều hả quý vị. Thất nghiệp rất là nhiều, không phải là dễ sống, không phải là lúc nào cũng có việc đầy đủ để người đi làm đâu. Những người ở Sài Gòn này có nhiều người bây giờ ở nhà là chỉ hỗ trợ, người nhà hỗ trợ thôi. Người nhà có người có việc thì có người xưa còn có ít tiền cho thuê hay là gì đó để hỗ trợ để mà sống. Thực tế bây giờ là những người ở quê lên đây á, là muốn nhà ở, muốn phòng ở là bây giờ có rất là nhiều người là phải đi bán vé số, phải đi làm những cái việc mà rất là vất vả, ngày làm bao nhiêu tiếng hồ thì mới có đủ tiền mà ấy ra quý vị. Ở Sài Gòn này quý vị biết là nó đi giờ đi đâu, đi ra đường hay là làm bất cứ cái gì cũng phải tốn tiền hết. Nhưng ở quê thì nó đỡ, ở quê quý vị ở nhà là có cha có mẹ hay là có nhà riêng ở dưới đó thì còn sống qua ngày này kia được, nó đỡ hả quý vị. Đây là tới ngã ba đường Hòa Hưng nha quý vị. Quý vị cầu phải đây thì vào Khám Chí Hòa, rồi đi ra Hồ Kiều Hòa cũng được ha quý vị. Ở đây là bánh trung thu quý vị. Mùa này là mùa trung thu này, tháng 8 này ha quý vị. Bánh trung thu ở Sài Gòn này thì cứ tháng 7 là bắt đầu người ta đã bày ra, người ta bán rồi. Không biết người ta lấy bánh ở đâu hay cơ sở nào làm, người ta bày ra bán rất là sớm rồi quý vị. Năm nào cũng vậy á. Ở đây cái căn nhà này là người ta mới trả quý vị. Mới mướn mà cũng mới trả luôn. Đây người ta mướn được có mấy tháng, người ta buôn bán, người ta sửa sang nó đẹp như vậy á. Buôn bán bây giờ người ta cũng trả luôn rồi quý vị.
Tới đây là tới chỗ câu lạc bộ Lan Anh nha quý vị. Đây là quý vị kiểu trái đây á, cái con đường Lạch Minh này thì cứ quý vị cứ chạy thẳng lên kênh Như Lộc. Nó quý vị ha, đường này ha, đấy, cái kênh Như Lộc đường Hoàng Sa đi Trường Sa. Đi về là cầu kiểu trái thì ở kiểu phải thì đi về cầu Thì Nghè ra đi Biên Phủ cũng được. Đi về Hàng Xanh quý vị. Đây là câu lạc bộ Lan Anh. Thì đây là trước kia là của Tư lệnh Thành của thời Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ quân đội quản lý. Thì quân bộ cho thuê và câu lạc bộ Lan Anh này thì xưa là mở sân tennis, ở trong đó có hồ bơi ha quý vị. Đây là cái tòa nhà Viettel quý vị ha. Tòa nhà Viettel này thì cho thuê về chuyên về các công ty thuê để làm văn phòng. Còn đây là những cái xe bán trái cây này. Những trái cây này thì người ta chịu khó lắm, người ta dậy từ 3 4 giờ sáng người ta đi ra chợ đầu mối. Người ta lấy người ta chạy thẳng về đây người ta bán này quý vị. Người ta sang bán sáng sớm người ta đã bán, người ta gọt ra ta bán cho nhân viên văn phòng. Rồi ăn trái cây mua về để mà ăn, người ta gọt sẵn đó quý vị. Trước kia thì bán được rất là lời, rất là nhiều, nhưng bây giờ cũng rất là giảm rồi quý vị. Nhiều khi trái cây bán mãi người ta mới được có vài trăm ngàn hay mấy chục ngàn một ngày thôi quý vị ha. Ở đây là ngã sáu Dân Chủ hả quý vị. Thì quý vị cầu phải đường 3 tháng 2 thì cứ chạy ra vòng xoay cây gõ và đi về bến xe miền Tây ha quý vị. Thì ngã 6 Dân Chủ này ngày xưa gọi là ngã 6 Lê Văn Duyệt. Thì cái đường Cách Mạng tháng 8 ngày xưa gọi là đường Lê Văn Duyệt ha quý vị. Bên trái tôi đó là cái khu sân khấu ca nhạc 126. Thì ngày xưa rất là đông, ca nhạc liên tục, tuần nào cũng có ca nhạc thôi quý vị. Mà từ hồi khi mà YouTube với này Facebook người ta ra, người ta phát triển mạnh thì những cái ca nhạc như này là đóng cửa luôn quý vị, không ai xem. Thì qua bên đây đường Cách Mạng tháng 8 này thì qua bên đây là đa số là hai bên là của nhà nước rồi ha quý vị. Các công ty của nhà nước thì người ta bán, bây giờ thì quý vị thấy ít người dân buôn bán lắm mà. Thì người dân ở đây không có nhiều thì người ta lại tập trung người ta bán ở chỗ khác ha quý vị. Thì đây là cái từ điểm Biên Phủ quý vị. Biên Phủ đường một chiều thì từ ngã 7 quý vị cứ gọi phò kẹo trái là đây là đi ra chạy thái thẳng ra Hàng Xanh rồi ra cầu Sài Gòn. Thưa quý vị, qua đây là quý vị thấy buôn bán ít hẳn này ha quý vị, nên cũng có ít mà không có nhiều lắm. Thì ở Sài Gòn này là một cái trung tâm kinh tế lớn nhất của nhà nước các quý vị. Và đây thì tất cả các công ty nước ngoài cũng rất thích ở Sài Gòn này. Và những người dân đi vào đây làm ăn cũng rất là thích các quý vị. Khi người ta có cơ sở ở đây rồi thì người ta rất là thích, không muốn đi đâu khác các quý vị. Đây là cái ngã bên phải tôi là nhà văn hóa thiếu nhi quận 3 ha quý vị. Hồi xưa là Ủy ban Nhân dân quận 3 nằm ở đây, nhưng bây giờ Ủy ban Nhân dân quận 3 thì về đường Trần Quốc Thảo.
thì đây vẫn có cái chỗ mà để chỗ tự thiêu của ông Thích Quảng Đức đây. Chỗ này là người ta để cái hũ cốt của ông ngày xưa. Người ta xây nên cái mô hình mộ quý vị. Đó là bên đó là bức tượng, cái công trường để mà cái thờ ông ấy, cho mọi người tới đây để thắp nhang và cho khách du lịch tới đây để mà biết về ông ha quý vị. Ở đây là cái đường Nguyễn Đình Chiểu, quý vị đứng đường Chiểu thì quý vị cửa phải thì cứ chạy ra đường Lý Thái Tổ. Thì quý vị, tôi mời quý vị cứ chạy hết con đường này, con đường này xuống tới ngã sáu Phù Đổng. Thì tôi xin quý vị các bạn, tôi ngưng cái video tại đây. Thì cũng hết con đường Cách Mạng tháng 8 rồi ha quý vị. Ở đây là con đường ngã tư đường Võ Văn Tần ha quý vị. Quý vị cửa phải thì cứ về đường Cao Thắng, còn giờ trái đường một chiều là không đi được ha quý vị. Dưới đây thì dưới đây này cũng có một số nhà người dân ở dưới này rồi. Tới đây là đường chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Thì cái tình hình kinh tế chung của cả nước rồi chung của thế giới thì giờ người dân làm sao mong cho cái cuộc chiến tranh này nó chấm dứt nè quý vị, để mà phục hồi này cái nền kinh tế thế giới, nhất là các nước như của Việt Nam mới phát triển này thì rất ảnh hưởng rất là nhiều các quý vị. Đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai các quý vị, thì ngày xưa gọi là đường Hồng Trật Tự. Thì bên trái tôi là cái cửa hàng Phong Vũ. Phong Vũ là ngày xưa này cũng tới bây giờ rất là lâu rồi ha, bán chuyên về máy tính và laptop. Bên góc tôi đây trước là cái cửa hàng bây giờ là của ông Novoland, ông Mướn. Bây giờ ông bán không được nữa là ông trả mặt bằng này đấy các quý vị. Mặt bằng rất là đẹp ngay ngã tư luôn á, ngay góc ngã tư luôn. Và bây giờ là đóng cửa để đó các quý vị. Mình xuống đây là hai bên, bên trái là công viên Tàu Đàn, còn bên phải đây là toàn của công ty nhà nước thôi các quý vị, nên buôn bán rất là ít ha. Đây là ngã ba đường Bùi Thị Xuân nha quý vị, bên đó là cái khách sạn Công Đoàn. Khách sạn Công Đoàn thì dành cho các công ty của nhà nước ở các tỉnh đi về đây công tác thì đi về đây hay nghỉ ngơi ở khách sạn này ha quý vị. Nó bên phải tôi cũng là cái khách sạn Công Đoàn đấy. Ở bên trái đó là trung tâm ca nhạc Trống Đồng ngày xưa. Ngày xưa thì ở đây hay tổ chức ca nhạc Trống Đồng, cũng giống như chỗ 126 ấy quý vị. Nhưng bây giờ là cũng im luôn rồi ha, đóng cửa luôn rồi ha, không ai coi nữa. Đây là tới ngã sáu Phù Đổng này quý vị. Thì tôi cũng xin ngưng cái video tại đây ha quý vị. Tôi đã cùng cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành tôi cùng hết con đường này rồi ha.